Không khí Tết thì cũng đang đến rất gần với quân và dân nơi đảo xa. Và những ngày này thì có nhiều chuyến tàu mang hàng Tết từ đất liền ra đảo để có thể kịp thời đem Tết đến với vùng biển đảo xa xôi của Tổ quốc. Vâng, Tết với người lính có lẽ là sự ấm áp là khi nhận được nguồn động viên tinh thần của người dân đất liền gửi ra đảo, là gặp gỡ các đoàn công tác để cảm nhận được tình cảm sẻ chia giữa đất liền với những người đang giữ biển, giữ vùng trời của Tổ quốc. Mỗi ngày, trong hành trình tiếp cận các đảo tiền tiêu nơi biên giới biển, đoàn công tác đều phải chuyển đổi tàu như thế này. Với điều kiện đặc thù, đóng quân ở những nơi đồi cao, đảo xa, khí hậu rất là khắc nghiệt. Bên cạnh những vất vả khó khăn, nhưng được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong thời gian vừa qua, giúp đỡ cho cán bộ chiến sĩ vơi bớt đi những cái khó khăn. Nhưng hơn nữa là cái tinh thần cống hiến của những người lính luôn luôn là vững vàng. Đến với các chiến sĩ tại cụm đảo Hòn Khoai, nơi đất mũi Cà Mau, đây là một trong những điểm tiền tiêu và là mắt biển để canh giữ vùng trời vùng biển phía Tây Nam Tổ quốc. Khu vực này hiện không có dân cư, chỉ có các lực lượng làm nhiệm vụ trên trạm radar, trạm hải đăng, đồn biên phòng và hạt kiểm lâm. Mỗi năm Tết đến xuân về thì các trạm radar chúng tôi cũng thường xuyên nhận được cái sự quan tâm, ưu ái, dành tình cảm. Đặc biệt là có những cái tỉnh, những cái đoàn rất là xa ở tận ngoài Bắc nhưng mà cũng đã dành dụm thời gian vượt hàng nghìn cây số, hàng trăm hải lý biển để mang hơi ấm của đất liền. Những cái tình cảm rất là tuyệt vời. Không khí Tết đã lan tỏa khắp các đảo tiền tiêu. Tình cảm của người lính đảo dành cho người dân nơi đất liền xa thăm cũng đong đầy qua những mâm cơm nghĩa tình. Và các anh, những người lính biển vui xuân đón Tết nhưng không quên nhiệm vụ bảo vệ vùng trời, vùng biển quê hương.